Hello tất cả mọi người nha, mình là Busegu đây. Hiện tại đây có form bài của mình đang có, đó chính là 4 can trường và 2 ma thuật nha. Và đang đi chung với Hecarim, Nunu, Lilian 1 sao, tướng đem chính của mình đang có. Đó chính là con Bobby là tướng 1 tiền 2 sao và đang cầm một cái trang bị lớn nha. Tướng đem phụ là con Zoe này 2 sao luôn nha mọi người. Và từ đầu game mới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự cũng đang rất là cao luôn á. Khi mà đang còn tới tận là 100 máu nha, với một cái chủ thắng 5 trận liên tục rồi nha mọi người. Và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào cả. Tại vì lúc đầu game á, ngay từ ra qua 2.1 là mình cũng đang có được một cái loại tướng Bobby Carry nha mọi người ơi. Đang rất là lỗi luôn á. Thì mình đánh giá này em ơi, thì mấy cái loại tướng Carry khác á, như là con Blitz nè, Nunu nè, hay là con Alice các kiểu á em ơi, thì không có cửa luôn so với cái loại tướng Carry của con Bobby này nha. Tại vì nó thật sự rất là lỗi luôn á nha mọi người ơi. Và thật sự là mình cũng đang muốn roll thử á, kiếm Bobby 3 sao để cho nó carry anh em ơi, 4 con luôn rồi nè. Và chắc chắn rồi nha, khi mọi người lấy mà loại tướng 1 tiền carry á, thì nó sẽ cho anh em luôn là một con tướng đó 2 sao luôn á nha. Thì ở lúc đầu game nói chung á, là mình cũng đang được một cái lượng đồ không phải là quá chuẩn, nhưng mà nói chung cũng có được một cái lượng đồ đép máu thật sự rất là ổn. Khi mà có sẵn luôn là một cái huyết kiếm nha mọi người. Bobby đầu game 2 sao cầm một cái trang bị lớn có lõi tướng carry và kết thành một cái form bài can trường ma thuật thì đúng là hết cái nước chấm luôn anh em ơi. Ông này level 5 gần 50 tiền với một cái form bài bánh ngọt đi chung với Viga pháp sư carry các kiểu tiên phong anh em ơi. Bobby, Bobby, Lemina, gõ boom, 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 boom. Ôi xời ơi, và đó chắc chắn sẽ là một cái chủ thắng 6 trận rồi mọi người ha. Mình đang ở tầm level 5 nha, với một cái tỷ lệ roll tướng 1 tiền là 45% nha mọi người, rất là cao luôn á. Kim long lấp lánh, bạn bè phương xa và lưỡi kiếm, nói chung là ba cái lõi này đều rất là ngon nha. Nhưng mà nếu để mà snowball ngon nhất thì mình nghĩ đó sẽ là một cái kim long lấp lánh anh em ơi. Đây có luôn một cái trang bị đại bác hải tặc nha mọi người. Cái con Bobby này nó đã mạnh rồi mà nó còn được cái combo ba cái trang bị lớn nó sớm như thế này nữa. Một cái quyền năng khổng lồ, một cái huyết kiếm và một cái trang bị thần thoại con đó chính là đại bác hải tặc anh em ơi. Thì đúng là hết cái nước chấm luôn rồi. Và cái lõi kim long lấp lánh này nó sẽ giúp cho mình tích được là 70 tiền, được cộng thêm 7 vàng tiền lãi mỗi rau nha. Nhưng mà mình không có quan tâm tới cái chuyện đó anh em ơi. Mình đang muốn là roll kiếm cái form bài của mình đang chơi nó full 2 sao hoặc là nó full 3 sao càng sớm sẽ là càng tốt nha. Rồi lấy luôn một cái bùa chú anh em ơi, rất là ảo mai sicula luôn á. Nó sẽ biến 4 cái trang bị của mình đang có thành 4 cái trang bị thần thoại con nha. Thật sự lúc đầu game á, mà nó ra cho mọi người cái bùa chú này thì gần như 100% luôn sẽ là một cái trận thắng luôn rồi. Tại vì một cái trang bị thần thoại con nó sẽ tương đương với một lưỡi vàng, mà đây đội hình của mình 4 cái trang bị thần thoại con thì thứ gì mà chịu nổi đây mọi người ơi. Và đó là một cái chủ thắng 7 trận liên tục rồi nha, rất là ngon luôn ấy chứ. Tự động nó tách đồ ra lại luôn kìa anh em, ảo ma đấy. Như mình đã nói nha mọi người, cái lõi thứ hai của mình á được cộng thêm 7 vàng khi mà tích 70 vàng. Nhưng mà mình đang muốn roll kiếm Bobby 3 sao càng sớm sẽ là càng tốt. Nên tí nữa mình lên được Bobby 3 sao rồi anh em ơi, cũng như mình có được một cái chủ thắng dài á, rồi mình sẽ tích lại cái 70 tiền này sau nha. Có Tarik luôn anh em ơi. Trời ơi, level 5 nhưng mà tướng 4 tiền, 3 tiền là quái trời. Hecarim 3 tiền nha. Tarik 4 tiền nha mọi người. Mình đang khá là phân vân, không biết cái con Bobby Carry này nên đi chung với một cái form bài can trường hay là ma thuật thì nó sẽ ngon hơn. Tại vì can trường là nó theo cái thiên hướng mà chống chịu anh em ơi. Còn ma thuật nó theo cái thiên hướng mà sốc thắt thương cũng như là hỗ trợ. Mình cũng đang khá là phân vân. Ui ôi, 2 tiền luôn nè. What the fuck. Trời ơi, Bobby nó gõ kìa. Nếu như mọi người đang không biết tưởng tượng đến bất kỳ một cái vị tướng nào trong cái mùa vừa qua á, thì anh em hãy lui về quá khứ một chút nha. Tại vì mình nhớ không nhầm là mùa 8 hay là mùa 9 gì đó thì Riot đã cho cái con Bobby này với một cái mức giá 4 tiền rồi nha mọi người. Và kỹ năng của nó y hệt luôn với con Bobby Carry 1 tiền này mà có được một cái loại tướng Carry. Đó chính là khi mà nó xài kỹ năng á, nó sẽ gây ra được một cái lượng sát thương vật lý rất là lớn. Và cái quan trọng nhất là nó gõ liên tục từ 3 tới 4 lần. Mà nếu như mà nó gõ chết được một đứa, nó sẽ gõ tiếp nha mọi người ơi. Gõ liên tục tù tì luôn á.
Mình không biết là con Bobby 4 tiền nó làm hồi mùa 8 hay là hồi mùa 9 nữa. Nói chung là cũng khá là lâu rồi nên mình cũng quên mất tiêu rồi. Ôi trời ơi, cái bùa chú anh em ơi. Level 5, nhưng mà đây rồi. Level 5 nhưng mà có tướng 5 tiền là con Milio này nha, what the fuck. Ở đúng mà lúc đầu game mình quên giới thiệu đến với tất cả mọi người là cổng hiện tại của mình đang chơi á là cổng xuất hiện bùa chú xịn sớm hơn nha mọi người. Ô, Bobby 8 con rồi mọi người. Zoe sắp 3 sao luôn rồi nè. Lilia à, mình đang không biết có nên nuôi Lilia 3 sao hay không anh em ơi, đang rất là phân vân nha. Mà Bobby 8 con, Zoe cũng là 8 con luôn rồi anh em ơi, chỉ cần cái trận này thắng thôi. Ui ôi, ông này Olaf 4 tiền carry rồi anh em ơi, nhưng mà Bobby! Bobby! Nice. Anh em thấy không? Olaf tướng 4 tiền carry cầm 3 cái trang bị chuẩn đó nha, ở ra 3 chấm thật sự rất là sớm luôn á. Nhưng mà khi solo với con Bobby là tướng 1 tiền, 2 sai của mình thôi nha mọi người, mà có được một cái loại tướng carry á thì nó cân luôn cái con Olaf 4 tiền kia. Vãi cái trưởng á. Ô hết Karim nè. Là Lilia mới bán anh em. Đây ơi, Zoe 3 sao. Còn là Bobby thôi mọi người ơi. Ronop luôn nha. Cái này là bắt buộc phải roll Bobby 3 luôn anh em. Ui, sen ra nhiều thế. Đây rồi, vừa là Bobby 3 sao, vừa là sen 2 sao luôn anh em. Và chắc chắn rồi khi mà sen 2 sao á, nó sẽ ngon hơn khá là nhiều so với con Tarik 1 sao nha. Rồi, bỏ Milio vào luôn anh em ơi. Khi mà đi chung với Zoe cũng như là con Lilia này, nó sẽ kích được luôn cái phơm bài là có học giả cũng như là tiên linh nha. Gõ, gõ, gõ. Ui, rớt tiền anh em ơi, nó đã. Tầm này Bobby bay sao thì nó mạnh cỡ nào nó chờ. Và đó là một cái chủ thắng 10 trận rồi anh em ơi. Mình lên vội level 6 luôn anh em à, để mình không có bị thọt cấp quá nhiều quá. Tại vì mình roll tới gần ra 4 chấm luôn rồi. Thì con Bobby này của mình mới lên được 3 sao. Thì mình đang muốn không bị mất chủ thắng trước khi mà qua ra quá nha. Thì nó sẽ khá là phí á. Và nếu như mọi người muốn theo dõi những phơm bài meta mới nhất, hot nhất vừa được cập nhật hàng ngày luôn ở trên kênh mình á, thì anh em hãy cứ bấm vào cái phần video mới nhất ở trên kênh Biosegi nha, là mọi người sẽ thấy à. Tiếp tục tự ra Tarik anh em ơi. Lúc đầu game mình đã có nói với mọi người á, là cổng hiện tại của mình đang chơi là cổng bùa chú có thể ra sớm hơn. Có nghĩa là ở khi mà tới ra 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm á, thì nó sẽ bắt đầu xuất hiện cái bùa chú nhất định mà có thể ra được ở những cái round đó nha. Còn trước mấy cái round đó như là round 2 chấm, 3 chấm á, nó sẽ không thể nào mà xuất hiện được mấy cái bùa chú đó nha mọi người. Nhưng mà tại vì nhờ cái cổng này nó có thể xuất hiện một cách sớm hơn rất là nhiều. Mình có thể một cách ví dụ đơn giản nhất á, là khi mọi người muốn săn được một cái lõi lộn được một cái bùa chú, đó chính là biến hóa đời đời. Nó sẽ giúp cho mọi người là biến một cái vị tướng 4 tiền thành một cái vị tướng 5 tiền ở ngoài giao tranh á. Thì cái bùa chú đó nha, nếu như mọi người chơi bình thường á, thì ít nhất nó phải tới round 6 chấm nó mới bắt đầu cái tỷ lệ xuất hiện ra được nha. Nhưng mà với cổng hiện tại của mình đang chơi á, thì khi mọi người chơi tới tầm round 5 chấm thôi thì nó đã có tỷ lệ xuất hiện rồi nha mọi người. Nói chung là cái bùa chú này á, nhiều khi nó ra sớm nó cũng có lợi á, mà nhiều khi nó cũng có hại anh em ơi. Tại vì nó mà ra sớm quá mọi người đâu có tiền mua đâu. Cái bùa chú mà về cuối game á, nó mắc lắm anh em ơi. Nó mắc lắm với lại nó thay đổi cục diện khá là nhiều. Ví dụ như mình đi, mình đang được một cái chủ thắng nó dài cực kỳ luôn anh em nha, đang rất là mạnh luôn. Nhưng mà tự nhiên có ông nào có một cái bùa chú nó ảo Mai Sikula anh em, kiểu như là có một cái vị tướng 5 tiền cầm ba cái trang bị chuẩn carry, xong rồi ổng có sẵn hai cái Neko cỡ lớn á, ổng Neko tướng 5 tiền 2 sao cầm ba cái trang bị lớn carry luôn, thì chắc chắn là mình thua rồi anh em ơi. Sao mà thắng nổi đúng không? Thì nó cũng cấn cái chỗ đó. Học vấn nâng cao này nè, chắc chắn bỏ rồi anh em ơi. Kho đồ hỗ trợ tạm được nha. Nhà sưu tầm trang bị cái này rất là ngon anh em, để mình snowball nha. Hoặc là cái ấn can trường nó cho mình thêm một cái con Nunu. Oh my god. Nhưng mà mình nghĩ là để mà snowball tốt nhất hiện tại luôn á, vẫn là cái nhà sưu tầm trang bị. Tại vì sao? Nó sẽ cộng máu cũng như á, là cộng thêm phép sức mạnh công kích và cả sức mạnh phép thuật luôn á, dựa theo tổng số trang bị khác biệt của mình đang có. Có nghĩa là mình càng nhiều trang bị lớn mà trang bị lớn của mình á, nó không bị trùng nhau nha mọi người.
thì mình sẽ được cộng thêm rất là nhiều chỉ số luôn. Và cái chỉ số này á, nó sẽ cộng cho cả toàn bộ đội hình luôn anh em ạ. Nên đây là một cái loại combat rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Và anh em có thể thấy là mình đang không có bất kỳ một cái trang bị nào mà nó trùng nhau cả, nên khá là ổn. Ông này level 7, hơn 50 tiền với một cái phơm bài bánh ngọt hả? Bobby nó trâu à, trâu mà nó còn mạnh nữa chứ, anh em nhìn nè. Để mình gõ, gõ, wow, rất tiền anh em ơi. Trời ơi nó gõ, bay xuống dưới nó gõ luôn ấy, quá là phát. Cái con Milio này á, mình nói thật với mọi người luôn, nếu như mọi người có nó sớm á thì cái tỷ lệ thắng rất rất là cao. Tại vì đây là một cái vị tướng 5 tiền, có một cái dạng kỹ năng hỗ trợ rất là lỗi game luôn á nha. Là khi mà nó xài kỹ năng á, nó sẽ cho mọi người hai cái trang bị lớn ngẫu nhiên cho hai cái vị tướng gần nhất. Nhưng mà mình nói ngẫu nhiên ở đây á, không phải là ngẫu nhiên đâu mọi người, mà đó chắc chắn sẽ là được cái trang bị chuẩn luôn. Giả bộ nó chơi tướng đam đi thì nó sẽ chắc chắn là trang bị đam, tướng phép chắc chắn là trang bị phép, và tướng tăng cũng là trang bị tăng anh em ơi. Nên mình nói ngẫu nhiên ở đây là ngẫu nhiên về cái trang bị mà nó cho thôi, nhưng mà chắc chắn là trang bị chuẩn anh em nhé. Nhưng mà cái lỗi nhất ở đây là mỗi khi mà nó xài kỹ năng được tới tận hai trang bị luôn anh em, mà hai cái trang bị chuẩn á thì nó không khác gì một cái lỗi kim cương cả. Thật lỗi cực kỳ. Bobby lên bên đây, gõ bon bon bon. Trời ơi what the hell, mỗi đứa một gõ anh em ơi, chơi bời gì nữa, và vẫn tiếp tục là 100 máu nha. Lỗi thật sự luôn. Mà mình đang có một cái vị tướng 5 tiền là Nora luôn nha mọi người, mình đang muốn tích tiền lên level 8 á để mà kẹp cái con Nora này, kích luôn được một cái phơm bài là cái thông đạo. Cái tộc hệ thông đạo này á thì nó cũng là một cái tộc hệ mà dạng hỗ trợ anh em nha, support thôi. Ở đi chợ ra 4 chấm, nói chung là mình còn gì thì mình lấy thôi mọi người, không có đòi hỏi được. Không đòi hỏi được anh em ơi. Nhưng mà tầm này mình nghĩ là lấy cái trang bị cho con Zoe, hoặc là lấy thêm cái trang bị tăng nó cũng khá là đẹp. Thôi trang bị tăng đi anh em. Lấy cái găng đi. Cái găng này nếu mà tí nữa mình lên được 3 sao nhiều quá thì mình bóc đồ được luôn. Hoặc là bây giờ mình lắp luôn anh em. Zoe cầm bóc đồ mình nghĩ nó cũng khá là ổn áp á. Đấy, bỏ con Nora này vào là đẹp tuyệt vời luôn rồi đó. Trời ơi, Zoe ra nổi xét à. Ok, không sao anh em. Ủa sao không kết nối được với con Bobby? Ok, ok. Hồi lại máu cho đồng minh và trao thêm sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật mỗi 4 giây. Ủa cái này ngon anh em ơi. Cái này ngon nha. Ông này level 8. Trời ơi, level 8 luôn rồi hả? Nhanh chứ trời. Hơn 50 tiền. Nami 2 sao luôn rồi anh em ơi. Và đây là một cái phơm bài kỳ quái nha. Hắn nổ không trời. Ông này cũng mạnh ác đó. Nhưng mà không có tuổi luôn so với con Bobby này carry anh em ơi. What? Cái đó là lý do tại sao mình nói với anh em á, nếu như mình so về cái lỗi tướng carry á thì con Bobby này lỗi tướng carry nó đang là lỗi nhất hiện tại luôn á nha. Tại vì nó mạnh quá anh em ơi, nó mạnh một cách vô lý luôn á. Nhận 2 vàng nhưng mà sẽ mất 1 máu. Thôi thôi anh em, mình đang còn 100 máu đang đẹp như thế này mà. Ok rồi thôi anh em ơi, mình đang muốn lên cái phơm bài của mình nó full 2 sao á. Như là con Tarik nè, con Hikarim nè, hoặc là con nếu mà hên thì lên được cả Million sao đúng không? Rồi thêm một cái bùa chú combat lên nha, được cộng thêm máu cho cái vị tướng nào mà đang nhiều máu nhất. Ui, rồi xui thế. What? Không lên được Hikarim 2 sao luôn à, mặc dù đang level 8 anh em ơi. Và cũng không lên được Tarik 2 sao luôn, mặc dù tỷ lệ roll tướng 3 tiền và tướng 2 tiền, à lộn, tướng 3 tiền và tướng 4 tiền nó đang rất là cao. Vô lý vậy. Ui, ui, wow. Ảo vải trưởng Olaf 2 sao tướng 4 tiền carry nha mọi người. Cầm combo 3 cái trang bị lớn siêu chuẩn luôn. Nhưng mà khi solo 1 vs 1 á, với con Bobby 3 sao này của mình nó vẫn thua. Và Bobby của mình nó vẫn còn full cái máu anh em ơi. Trời ơi, này chơi gì nữa anh em. Olaf 4 tiền 2 sao carry còn không nổi. Solo không lại luôn, có nói gì anh em.
Ui mạnh đó nhờ. Có khi nào mà anh em ơi, có khi nào chọn này là mình sẽ được top 1 100 máu đầu tiên. Uầy, của chính bản thân mình luôn anh em à. Tại vì nếu như mọi người chưa biết á, thì trong sáng ngày hôm nay, ngày 31 tháng 7 nha, thì đấu trường chân lý mùa 12 đã chính thức được cập nhật ở server Việt Nam rồi. Mình nhớ không nhầm á, thì theo thông tin thì tối ngày hôm nay thì bên server Android với lại là server iOS đó, thì nó cũng được cập nhật mùa 12 luôn rồi đó. Còn sáng thì chưa được cập nhật anh em ơi. Ok, lấy thêm một cái trang bị tăng đi. Mình lắp luôn là cái dây chuyền mà giảm dép anh em ơi. Đây, một cái vương miện giảm dép anh em nha. Tại vì kỹ năng của Bobby á, cũng như là đội hình của mình đang không có bất kỳ một cái vị tướng nào mà có thể giảm được dép tên bạn cả. Nên nói chung là mình phòng hờ thôi anh em ơi. Giả bộ như là về cuối game á, tên bạn có mấy cái vị tướng hó hình hay là mấy cái vị tướng tăng cơ này nó quái trâu á, thì mình còn có để mà giảm dép. Đây, như là Rakan 2 sao nè anh em ơi. Rakan một cái vị tướng 4 tiền 2 sao tăng cơ. Gõ. Gõ nhìn cũng hơi mệt. Đấy, Bobby. Gõ, gõ. Ok, cũng được, cũng được, cũng được. Gõ, gõ, gõ. Nice, ok, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đẹp rồi. Đẹp rồi. Tiếp tục là một cái chuỗi thắng 16 trận anh em. What the. Vẫn kéo dài nha. Kinh khủng thì. Là level 9 luôn anh em ơi. Rồi, Nunu vào rồi xong. Gần như là end game anh em ơi. Và đó là một cái phần bài 6 can trường. Bạn thân thông đạo học giả ma thuật và tiên linh. Hồi cái trận trước không hiểu sao luôn, khi mà kết nối cái con Yumi này đi chung với con Bobby đó không được anh em ơi. Game beta à. Kết nối không được. Sang trận xong mới được nè. Lỗi game vãi. Ông này là Summoner Carry 3 cùng đao. Holy shit. Bon. Chủ thắng 17 trận luôn rồi nha. Mình nghĩ là mình sẽ roll nó luôn ở level 9 này nha mọi người. Mình không có tích tiền lên level 10 đâu. Mình nghĩ là ở level 9 này mình roll hết cái firm bài của mình đang chơi full 2 sao là xong rồi đó. Là ok đó. Roll kiếm Nora nè, roll kiếm mấy con Milio nè, cũng như là Tarik Hecarim là xong. Còn mấy con kiểu như là Nunu lên được 2 sao hay không thì kể nó anh em ơi, không có quan tâm cho lắm. Hecarim 2 nè. Cái này nâng cao tướng một bậc đó. Không cần anh em ơi. Nora nè. Cái con Mokena này mình đang phân vân á, là nếu mà lên được 2 sao á, thì mình bỏ được cái vị tướng nào ra ngoài để bỏ nó vào. Thì theo như mình thấy á, hiện tại đang không có bất kỳ một cái vị tướng nào mà nó đang dư cả. Cái con này nó cũng kích được rất là đều hệ luôn anh em ơi. 6 can trường là ở phía trên luôn rồi đó. Còn Nora với lại là Milio các kiểu á, thì nó đang kích được tiên linh, học giả, ma thuật. Nói chung là nhiều lắm anh em ơi. Với lại là nó là những cái vị tướng 5 tiền hệ support á, hệ hỗ trợ rất là cần thiết cho trong được cái đội hình này nha. Gõ. Uầy, combat xong, Bobby vẫn gần full cái máu anh em. Mới gặp bạn ngạo của cái ông mà kỳ quái, đi chung với hóa hình. Và nếu như mọi người chưa biết á, thì mình cũng đang có nick có sẵn 500 kỹ vật luôn á nha. Để cho mọi người săn bé tím á, như là con Kaisa Long Nữ nè. Hoặc là cho cái phiên bản mới nha mọi người ơi, là Zed Tử Thần, Gawain hàng hiệu, xong rồi cả cái con Miss Fortune Thợ Chỉ Huy nữa. Hoặc là cả sàn mới luôn á nha. Và với siêu rẻ luôn anh em ơi, chỉ có vài ngàn thôi. Cực kỳ rẻ luôn. Nếu như mọi người chưa biết á, thì để đạt được 500 kỹ vật que được 10 lần ở trong xứ sở kho báu đó là mọi người phải nạp ít nhất là 200.000. Mà đây á, mình một cái nick có sẵn 500 kỹ vật luôn mà có vài ngàn à. Mọi người mua về quay á thì cái tỷ lệ trúng bé tím nó cực kỳ cao luôn, hứa với anh em luôn á. Hồi cái đợt trước trúng Yasu chắc phải là mười mấy người, không đùa đâu. Còn trúng Chitina rồi trúng mấy con Ezreal rồi con Kai'Sa là không đếm xuể luôn anh em ơi. Và nếu như mọi người muốn mua thì anh em có thể nhắn tin qua Facebook cho mình ở phía dưới phần mô tả nha. Anh em cứ kéo xuống dưới là thấy anh nha mọi người ơi.
một cái bùa chú cơm bát anh em ơi, nó cho mình hai cái cọc nè, này ngon hơn nhiều. Tao rít hai sao không nổi luôn hả? Đồ phắc. Ơ. Ồ, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok, vừa kịp lên luôn chim nó. Và đó là Tarik Hairstyle anh em ơi. Gặp luôn công này một cái phơm bài Olaf băng giá carry nha. Đi chung với tướng 4 tiền 2 sao cực kỳ nhiều. Bobby nó gõ cho solo luôn á. Wow. Solo luôn mà anh em. Đỡ sao được. Ngon lành cành đào luôn anh em ơi. Ron ở level 9 á, cũng lên được cái con Nora này 2 sao luôn rồi nè. Hôm nay level 8 bằng 50 tiền nha. Hôm nay là confirm bài Tiên Linh Carry anh em ơi. Cố lên. Hôm nay có cái quả Lilia tăng cơ carry cũng châu phết chứ bộ. Nhưng mà như thế vẫn là chưa đủ anh em ơi. Bobby nó gõ cho. Và đó là một cái chủ thắng 20 trận rồi. Rồi xong luôn rồi đó mọi người ơi. Đội hình của mình nó mắc binh luôn rồi đó. Full 2 sao. Chỉ riêng mỗi con Milio nha. Chứ có 2 sao thôi đó. Chứ còn nhiều là 2 sao hết luôn rồi. Ông này Simon đờ 5 tiền 2 sao carry. Serat 5 tiền carry. Ba cái trang bị lớn nhưng mà Bobby nó quá lỗi luôn á mọi người ơi. Bùm, ông mà đi rồi, còn ông này sao? Rồi, xong ông kia gặp các bạn áo đi chắc luôn anh em ơi. Và đó chắc chắn sẽ là một cái trận đấu top 1. 100 máu và không thua bất kỳ một cái trận nào. Oh my god. Ok, và bye bye tất cả mọi người nha.